rồi ôi. Xin chào anh em đã quay trở lại, và trong video này chúng ta sẽ review một chút về một con máy khá là hay ho mà mấy bà buôn phế liệu trên chợ trời vừa mới vứt cho mình. Đó là mẫu Huawei P10. Con máy này thì giờ cũng rẻ thôi, chỉ từ hơn 900k cho máy nứt kính nhẹ và tầm hơn 1 củ cho máy đẹp tử tế. Anh em có thể tham khảo trên chợ rời hoặc đường link bên dưới đều được. Cái hay ho của con Huawei P10 thì cũng có kha khá ngoài mức giá rẻ như thế. Mà bên cạnh đó, nó còn chính thức là con máy rẻ nhất hiện nay được lên hệ điều hành Harmony OS gà nhà của Huawei. Tức là cũng giống như chiếc Huawei Nova 2S mà mình đã từng đề cập, và giờ chiếc P10 còn rẻ hơn nữa, cũng đã được ăn Harmony OS. Nhưng ngon cây hơn là tiềm năng sử dụng con P10 còn ngon nghẻ hơn vài mặt, mà mình sẽ tiếp tục đề cập chi tiết cho anh em ngay sau đây. Nhắc lại một chút về cái tên Harmony OS thì sẽ tua lại giống như trường hợp của chiếc Huawei Nova 2S trước đây thôi. Về cơ bản thì cách để lên Harmony OS trên chiếc Huawei P10 khá đơn giản, vì phiên bản mình đang có là bản nội địa Trung Quốc nên anh em có thể dễ dàng chuyển vùng sang Trung Quốc là có thể nhận được ngay bản cập nhật Harmony OS 2 sau một vài cập nhật nội bộ khác. Lên được Harmony OS 2 có thể coi là bước nhảy vọt, nhất là về tên gọi cho con Huawei P10 này, vì dù sao thì nó cũng đã có tuổi đời khá lâu, lên tới 4 năm rồi. Bản nâng cấp Harmony OS có dung lượng khoảng hơn 2GB, tức là tương đương một bản cập nhật lớn Android theo tiêu chuẩn. Sau khi cài đặt xong Harmony OS, điện thoại sẽ không bị mất dữ liệu. Về hệ điều hành Harmony OS 2 trên chiếc Huawei P10 thì nhìn chung nó sẽ hơi khác một chút về cách điều khiển nếu so sánh với mẫu Nova 2S. Do màn hình của Huawei P10 là loại 16:9 thay vì là 18:9 như Nova 2S, cũng như là nó có sẵn nút Home, dạng cảm ứng lực khá hay ho mà không cần đến nút điều hướng ảo. Tức là các thao tác như là ấn vân tay, chuyển đa nhiệm đều làm được với cái nút Home này. Về giao diện Harmony OS thì chiếc P10 sẽ gần như tương đồng với các phiên bản Harmony OS 2 như trên các điện thoại Huawei cao cấp hơn. Còn nhiều tính năng cao cấp sẽ bị cắt giảm, đặc biệt là các hiệu ứng mở khóa, quy Z động, hình ảnh động dung lượng cao như trên các máy cao cấp Mate Series hay là P Series mới hơn sẽ bị loại bỏ hết để phù hợp với cấu hình thấp của sản phẩm cho ổn định. Việc cắt giảm phần lớn hiệu ứng cao cấp cũng khiến cho Harmony OS trên chiếc Huawei P10 trở nên giống với giao diện MIUI thường thấy mà chúng ta từng nhìn thấy trên các dòng Mate 30 Pro, P40 cách đây 1 đến 2 năm chẳng hạn. Điểm khác biệt lớn nhất sẽ chỉ còn nằm trong phần cài đặt, và ở đây mới thấy rõ ràng rằng nó được giới thiệu là Harmony OS chứ không phải là Android OS, nhưng vẫn chỉ là sự đánh đổi khái niệm của Huawei mà thôi. Còn việc nó vẫn dựa vào Android vẫn là sự thực cho đến bây giờ, và có chuyển sang hệ điều hành riêng thực sự khác biệt trong tương lai hay không cũng không rõ ràng. Về chi tiết giao diện Harmony OS trên mẫu P10, nhìn chung nó mang đến trải nghiệm khá liền mạch, thoải mái. Tất nhiên nếu anh em sử dụng ngay thì sẽ tương đối giật lag do Huawei vẫn để kha khá dịch vụ chạy ngầm thường thấy trên máy nội địa Trung Quốc. Được cái là sau khi cập nhật đầy đủ cũng như là tùy biến một chút thì chiếc P10 đã hoạt động ổn định hơn. Điểm tốt trên Harmony OS của mẫu Huawei P10 là nó sẽ kế thừa nhiều chức năng cũ trên giao diện Huawei MIUI trước đây. Trong đó đáng kể nhất là tính năng điều chỉnh độ phân giải để anh em có thể chạy cối chơi game thông dụng. Nhân tiện nói về khoản hỗ trợ phần mềm thì khá hay ho là anh em có thể dễ dàng cài đặt bộ dịch vụ Google lên chiếc P10 trong khi sử dụng Harmony OS. Tức là có thể cài vào Google Play, tải Genshin Impact, chơi game, xem YouTube, Gmail, đồng bộ danh bạ đầy đủ v.v. Dĩ nhiên điều này cũng sẽ khiến hiệu năng của máy bị ảnh hưởng đôi chút, vì thành thực mà nói, dù sử dụng phần cứng xử lý giống nhau là RAM 4GB, chip Kirin 960, nhưng khả năng chơi game trên chiếc Huawei P10 có vẻ chậm hơn một chút so với chiếc Nova 2S, mà lý do chính dễ giải thích nhất là do Google chạy nền, chiếm thêm không gian xử lý. Còn về các tác vụ hàng ngày thì nó vẫn ổn, khá mượt mà nếu xài ít ứng dụng cùng lúc. Được cái là quả pin trên con máy này cũng còn rất khá khi dễ dàng trụ được trong ngày, và cũng không quá nóng khi mà tải nặng. Các giá trị sử dụng còn lại cũng là điểm tốt trên con Huawei P10, như là vỏ kính kết hợp kim loại, camera kép có mác Leica cho chất lượng trung bình khá, và đặc biệt là màu xanh ngọc khá đẹp mắt, sẽ dễ dàng khiến anh em liên tưởng đến những chiếc iPhone SE mới nhất, sẽ là những điểm được cuối cùng mà mình nói về sản phẩm. Nhìn chung thì với mức giá chợ rời giờ còn khoảng loanh quanh là từ 900.000 đồng, tùy tình trạng cho con máy này, đây chắc chắn sẽ là mẫu điện thoại rẻ nhất mà anh em có thể mua để trải nghiệm mặt mũi con Harmony OS là thế nào. Tất nhiên, rẻ nhất sẽ khó có thể phản ánh được đầy đủ bộ mặt mới của Huawei, mà anh em sẽ cần đốt thêm tiền để nâng cấp lên một số mẫu cao hơn, sẽ ổn định hơn, kiểu như là P20 Pro hay là Honor Note 10 chẳng hạn. Đối với chiếc Huawei P10,
nó vẫn sẽ có giá trị sử dụng nhất định, ít nhất là khoảng 2 SIM cùng camera ổn và cái mác Harmony là đủ xứng đáng để trải nghiệm hay thậm chí sử dụng lâu dài như một con máy chống cháy anh em ạ. Và vậy thôi, trên đây là những chia sẻ cũng như là nhận định của bọn mình về chiếc Huawei P10. Không biết là anh em có thích hay là không thích chiếc máy này ở điểm nào hay không? Hãy để lại comment ở phía bên dưới nhé. Cũng đừng quên là hãy bấm like và subscribe để ủng hộ cho kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.